Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NTD Công Nghệ. Hiện tại thì hàng ngày chúng ta đang sử dụng rất là nhiều các cái tin nhắn ở trên cái phần mềm Messenger của Facebook. Thì đôi khi có những cái tin nhắn, những cái cuộc trò chuyện các bạn muốn nó diễn ra một cách bí mật. Thì hiện tại trên Messenger của Facebook đã cho ra một cái tính năng, đó là cái tính năng cuộc trò chuyện bí mật. Thì tại cái cuộc trò chuyện bí mật này nó có cái gì? Nó sẽ giúp các bạn có thể nhắn tin đến một người khác và chỉ bạn và người đó mới có thể đọc được tin nhắn này. Và tin nhắn này hoàn toàn có thể biến mất sau một cái thời gian mà các bạn đặt trước. Đó, khi người kia đọc được tin nhắn xong thì cả hai bên cái tin nhắn này sẽ được xóa đi. Và không ai có thể xem được cái tin nhắn này ngoài bạn và cái người mà bạn muốn nhắn tin. Và đặc biệt nữa là chỉ có trên hai thiết bị này các bạn mới có thể xem được những tin nhắn này. Ngoài ra kể cả các bạn đăng nhập cái nick Facebook của các bạn ở trên các cái trình duyệt khác, các cái máy tính thì hoàn toàn cuộc trò chuyện bí mật này cũng sẽ không được đọc, kể cả là các bạn đang đăng nhập cái nick của bạn, chỉ có thể là hai thiết bị này thôi mới có thể đọc được tin nhắn Messenger này. Vậy thì cách để có thể nhắn tin bằng cái cuộc trò chuyện bí mật này cũng như cách sử dụng cái tính năng này ra làm sao thì xin mời các bạn hãy theo dõi chi tiết video của mình nhé. Điều đầu tiên, để các bạn muốn sử dụng được cái tính năng trò chuyện bí mật này thì bắt buộc các bạn phải đang sử dụng cái phần mềm Messenger nhé. Kể cả là trên điện thoại Android hay điện thoại iOS thì bắt buộc các bạn phải tải phần mềm Messenger về. Vì hiện tại với cái tính năng cuộc trò chuyện bí mật này, nếu như các bạn không có phần mềm Messenger thì các bạn sẽ không sử dụng được nhé. Nếu các bạn đang đăng nhập trên các cái trình duyệt web cũng như trên máy tính thì cái cuộc trò chuyện bí mật này sẽ không hoạt động. Nó chỉ hoạt động trên ứng dụng Messenger thôi. Để có thể mở một cái cuộc trò chuyện bí mật ấy, để có thể nhắn tin được một cuộc trò chuyện bí mật thì các bạn rất là đơn giản. Các bạn hãy tìm đến cái phần tin nhắn Messenger của cái người mà các bạn muốn nhắn tin nhé. Sau đó thì các bạn hãy mở cái phần tin nhắn của người này lên. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng cái hình chữ Y này ở trên cái cuộc trò chuyện thông thường của cái người mà các bạn muốn nhắn tin nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Sau khi của các bạn nhấn vào đây, các bạn sẽ kéo xuống. Ở trong cái phần này nó có một cái phần gọi là đi đến cuộc trò chuyện bí mật. Thì các bạn hãy nhấn vào đây để bắt đầu có thể thực hiện một cuộc trò chuyện bí mật nhé. Thì thông thường khi mà các bạn có một cái cuộc trò chuyện thông thường ấy thì nó sẽ như thế này. Cả trên cả hai điện thoại này các bạn nhìn thấy nhé, nó sẽ có một cái cuộc trò chuyện thông thường như thế này thôi, nó sẽ không phải là cuộc trò chuyện bí mật. Bây giờ để mở cuộc trò chuyện bí mật thì nó sẽ tạo ra một cái cuộc trò chuyện khác, một cái cửa sổ khác hoàn toàn tách biệt so với cái này. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần cuộc trò chuyện bí mật này nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy có một cuộc trò chuyện bí mật thế này. Thì đối với cuộc trò chuyện bí mật này thì nó yêu cầu cả hai thiết bị này đang phải sử dụng cái ứng dụng Messenger nhé. Tài khoản này phải đang đăng nhập ở trên ứng dụng Messenger thì mới có thể thực hiện cái cuộc trò chuyện bí mật này được. Nếu như các bạn đang thực hiện ở trên cái điện thoại mà các bạn nhắn tin đến một cái tài khoản Messenger khác mà tài khoản này không đăng nhập bằng cái ứng dụng Facebook Messenger thì các bạn không thể thực hiện cuộc trò chuyện bí mật được nhé. Rồi, đây mình có thể ví dụ nhắn tin cho các bạn thấy nhé. Đây mình nhắn một cái tin trong cuộc trò chuyện bí mật này. Hai này. Thì ngay lập tức ở trên cái phần mềm Messenger của cái Facebook kia cũng sẽ xuất hiện thêm một cái cuộc nhắn tin nữa, cuộc trò chuyện nữa. Nó có biểu hiện tượng hình cái khóa ở đây nhé các bạn nhé. Thì đây có nghĩa rằng là đây chính là cuộc trò chuyện bí mật. Thì cuộc trò chuyện bí mật này nó chỉ cho phép hai người ở hai thiết bị này đọc được cái tin nhắn này các bạn nhé. Rồi tiếp theo nếu như người này đọc thì các bạn cũng sẽ hiển thị là đọc như bình thường. Đó, ở trên thiết bị bên này các bạn cũng sẽ hiển thị thấy cái cuộc trò chuyện như bình thường. Thì đây chính là một cái cuộc trò chuyện bí mật giữa hai tài khoản Messenger. Rồi ở trên Messenger cuộc trò chuyện bí mật này thì các bạn hoàn toàn có thể đặt thời gian nhé. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng đây, các bạn thấy cái biểu tượng đồng hồ này. Thì cái biểu tượng đồng hồ này chính là cái mục để cho phép các bạn có thể đặt cái thời gian liên quan đến cái tin nhắn các bạn gửi đi. Thì các bạn kích vào cái đồng hồ này, các bạn sẽ thấy này, Facebook nó nói rất rõ là tính năng của bạn sẽ bị mất sau 10 giây khi xem. Sau khi xem, tức là ở đây nó cho phép các bạn có thể cài đặt cái thời gian liên quan đến cái tin nhắn này. Thì tối đa là các bạn sẽ có thể cài đặt đến 1 ngày. Thì cái tính năng không có nghĩa là gì? Nếu như ví dụ các bạn để ở đây là 5 giây thì sau khi các bạn nhắn tin 5 giây đó, các bạn nhắn tin 5 giây thì cái người bên kia đọc xong thì nó sẽ biến mất. Đó, còn nếu người bên kia mà không đọc thì nó sẽ không biến mất nhé các bạn nhé. Đó, thì sau khi mà gửi tin nhắn người kia đọc nó sẽ có một cái đồng hồ báo giây này. Đó, khi đồng hồ báo giây biến mất thì cái tin nhắn này sẽ bị làm mờ đi. Và khi các bạn quay ra đó, thì và các bạn quay vào thì cái tin nhắn này nó đã biến mất rồi nha các bạn nhé. Đó, thì cái thời gian này nếu như trường hợp mà các bạn muốn nhắn tin mà không còn cái thời gian này nữa, tức là nếu như các bạn không để cái khóa thời gian này nhé, thì cái tin nhắn này nó sẽ tồn tại như bình thường, nó sẽ không được xóa đi. Còn nếu các bạn muốn cài đặt thời gian thì hãy bấm cái đồng hồ này cho nó đỏ lên. Đó. Còn nếu mà không muốn thì hãy tắt nó đi như này. Đó. Thì các bạn sẽ nhắn tin ở đây. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn đã đặt cái khóa thời gian này, thì khi mà các bạn bật cái tính năng hẹn giờ tin nhắn này lên ấy, thì các bạn chỉ cần gửi đi thì trên thiết bị của bạn nó sẽ biến mất ngay sau cái thời gian mà các bạn đã đặt. Đó.
thì các bạn nhé, các bạn sau khi các bạn gửi đi thì các tin nhắn ở bên máy của các bạn sẽ biến mất ngay. Đó, nó cũng sẽ có một cái bộ đếm thời gian ở đây, sau khi thời gian này hết thì cái tin nhắn này nó sẽ biến mất. Tuy nhiên thì cái phần điện thoại của người kia thì chỉ khi nào mà người kia nhấp vào cái tin nhắn này và đọc cái tin nhắn này thì cái tin nhắn này nó mới biến mất nhé các bạn nhé. Đó, đây mình có thể nhấn vào cái tin nhắn này cho các bạn xem này. Đó, khi các bạn nhấn vào, cái người kia họ nhấn vào thì cái tin nhắn này nó cũng đếm giờ. Và sau cái bộ đếm thời gian này thì tin nhắn của bạn sẽ biến mất. Như vậy thì cuộc trò chuyện này cực kỳ là bí mật nhé các bạn nhé. Hoàn toàn nó có thể tự động biến mất trong cả trên cả hai thiết bị. Thì mình đánh giá đây là một cái tính năng khá là hay của Facebook Messenger. Thì nếu như các bạn muốn tạo những cái cuộc trò chuyện bí mật như này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng Messenger bí mật này nhé. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn muốn xóa cái tin nhắn của cuộc trò chuyện bí mật này đi thì nó rất là đơn giản thôi. Nó cũng giống như là cái việc các bạn đang xóa một cái tin nhắn của cái cuộc trò chuyện thông thường thôi. Các bạn sẽ nhấn im vào cái phần tin nhắn này, sau đó thì các bạn sẽ nhấn xóa đi là nó sẽ xóa cái cuộc trò chuyện bí mật này đi nhé các bạn nhé. Các bạn ấn xóa này. Đó, thì các bạn sẽ xóa đi. Thì lúc này nó sẽ xóa cuộc trò chuyện bí mật như là cái thông thường thôi nhé. Như vậy thì vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn một cái tính năng, đó là tính năng trò chuyện bí mật ở trên Messenger. Nó giúp các bạn có thể tạo ra những cái cuộc trò chuyện cực kỳ là an toàn và bảo mật. Nếu như trong quá trình thì các bạn thực hiện, nếu như có thắc mắc ý kiến gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Và nếu như các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy nhớ nhấn cho mình xin một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.